nữ nhân viên bán vàng trộm đồ hơn 2 tỷ. Phát hiện chủ cửa hàng vàng trên phố Cầu Gỗ, Hà Nội quản không chặt, nữ nhân viên đã trộm gần 180 sản phẩm đồ trang sức bằng vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng, mang đi bán, cầm cố. Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa Đỗ Hồng Nhung, 26 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo này 15 năm tù. Theo cáo trạng, năm 2013, Nhung được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại quầy bán vàng Ý của một cửa hàng vàng bạc đá quý trên phố Cầu Gỗ, quận Hoàng Kiếm. Tại đây, nữ nhân viên mới được phổ biến quy định ai bán hàng ở quầy nào thì được giao quản lý và phải chịu trách nhiệm với quầy hàng đó. Nếu để mất, thất thoát, phải chịu trách nhiệm đền bù. Nếu mang vàng ra khỏi ngoài cửa hàng không được sự đồng ý của chủ cửa hàng đều được coi là hành vi trộm cắp tài sản. Sau những nỗ lực làm việc, ít lâu sau, Nhung được giao quản lý quầy vàng một mình, không phải giao ca với nhân viên nào khác. Ở vị trí mới, cô ta phát hiện chủ cửa hàng quản lý không chặt, các nhân viên bán hàng quầy bên cạnh không để ý nên đã nảy sinh lòng tham. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2015, Nhung đã nhiều lần lấy cắp vòng nhẫn, dây chuyền vàng trong tủ mang đi bán, cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân. Tính đến thời điểm bị bắt, nữ nhân viên đã trộm cắp 174 đồ trang sức bằng vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.